Trong tuần qua, Công an xã Phước Hưng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân xã Phước Hưng, huyện Long Điền tổ chức lễ trao quyết định củng cố lực lượng dân phòng tại cơ sở. Lực lượng dân phòng xã Phước Hưng hiện có 42 thành viên, bao gồm lực lượng thường trực xã và lực lượng dân phòng ấp. Trong thời gian qua, phát huy vai trò là lực lượng hỗ trợ công an xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, lực lượng dân phòng đã tích cực tham gia công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn. Trong năm 2019, lực lượng dân phòng đã thực hiện gần 900 ca tuần tra vũ trang, phối hợp với công an xã xử lý 19 vụ, 28 đối tượng gây rối trật tự công cộng, bắt giữ 25 đối tượng hình sự. Tại buổi lễ, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Phước Hưng đã trao quyết định kiện toàn và trang bị đồng phục lực lượng dân phòng, thường trực xã, lực lượng dân phòng ấp, nhằm củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng này, tiếp tục góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự ở địa phương.